Đoàn Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng Campuchia đã đến thăm chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ. Đoàn đã tham quan các khoa phòng của bệnh viện, nghe chia sẻ về kết quả hoạt động khám điều trị trong 6 năm qua. Dịp này, hai bên đã trao đổi các tiềm năng triển vọng liên kết hợp tác trên lĩnh vực y tế và du lịch giữa Campuchia và Việt Nam. Được biết, qua 6 năm thành lập cùng với công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe, và bệnh viện cũng đã tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội trong nước với tổng chi phí trên 26 tỷ 425 triệu đồng. Trong đó có 3 chương trình khám bệnh cho 5.278 người dân và tặng quà, trang thiết bị tại các địa phương của Vương quốc Campuchia với chi phí hơn 4 tỷ 300 triệu đồng. Thay mặt đoàn, Trung tướng Dông Mao gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể các y bác sĩ của bệnh viện đã không ngại khó khăn vất vả, tận tình thăm khám, điều trị bệnh và tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân Campuchia trong thời gian qua. Và mong muốn bệnh viện sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động phối hợp hành động vì sự phát triển chung của cả hai nước nói chung và hai đơn vị nói riêng.